những thời gian thật thư giãn thoải mái cùng với chúng tôi. Đừng quên hãy ủng hộ bằng cách đăng ký kênh cũng như ấn vào quả chuông thông báo bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ tin tức nào. Còn bây giờ, hãy quay lại với những thông tin hot nhất trong ngày. Ngọc Trinh khoe vòng eo 53cm kèm phát ngôn, muốn phá sản thì nuôi em. Mới đây Ngọc Trinh đã khiến khán giả thích thú khi chọn diện trang phục cá tính để thả dáng ở sân bay. Trong những năm gần đây, cái tên Ngọc Trinh dường như càng được lòng công chúng hơn khi cô nàng đã chăm chỉ làm những vlog thú vị để khoe hàng hiệu, những chuyến du lịch sang chảnh hay kể cả cuộc sống đời thường của mình. Đặc biệt hơn Ngọc Trinh, sau những phát ngôn ồn ào năm xưa, nay đã thành một người đẹp, thường âm thầm làm từ thiện quyên góp cho các trẻ em nghèo, vừa qua chân dài gốc Trà Vinh, còn ủng hộ 200 triệu cho người dân miền Tây trong việc chống hạn mặn. Ngọc Trinh lấy lại được tình cảm của khán giả không chỉ từ những hoạt động tích cực của mình mà còn nhờ vào ngoại hình ngày càng thăng hạng. Ngọc Trinh khoe loạt ảnh giấu mặt cực ngầu tại sân bay, được xem là một trong những người dẫn đầu xu hướng thời trang ở showbiz Việt. Ngọc Trinh khá chăm chỉ trong việc cập nhật những phong cách thịnh hành. Có khi cô phát cả cây đồ hiệu hàng tỷ đồng trên người, có khi chỉ đơn giản bằng outfit mang phong cách street style năng động. Ngọc Trinh chọn thời trang năng động cho lần xuất hiện tại sân bay. Ngọc Trinh gây ấn tượng bằng bộ ảnh giấu mặt đi. Mới đây Ngọc Trinh đã khiến khán giả thích thú khi chọn diện trang phục cá tính để thả dáng ở sân bay, cùng với chiếc mũ lưỡi trai được đội lụp xụp khá ngầu nhằm che đi gương mặt. Nữ hoàng nội y vừa khoe vòng eo 53cm, vừa chia sẻ hình ảnh cùng captain cực chất. Muốn giàu thì nuôi cá, muốn phá sản thì nuôi em. Ngọc Trinh xem vòng eo 53cm là biểu tượng khiến bản thân thật đặc biệt. Trước đó trên trang cá nhân của mình, Ngọc Trinh cũng từng chia sẻ về việc xem vòng eo chính là biểu tượng của cô, nữ hoàng nội y viết. Thành công tại một thời điểm chỉ cần cố gắng ai cũng có thể làm được, nhưng để điều đó trở thành biểu tượng thì đó là mồ hôi, nước mắt, có khi là cả máu. Nếu đã không làm thì thôi, đã làm phải trở thành điều gì đó thực sự đặc biệt và không thể nhầm lẫn. Yêu vòng eo này có phải là một biểu tượng không nhỉ mọi người ơi, hai năm nay không biết mất kiểm soát cân nặng là gì? Là người đẹp được quan tâm hàng đầu hiện nay, dù được rất nhiều bản sao Ngọc Trinh ra đời, nhưng chân dài gốc Trà Vinh vẫn là biểu tượng hình ảnh mà nhiều cô gái muốn theo đuổi.